kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa 17 tháng 5 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, vào lúc này thì một sự kiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đó là hội nghị Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp. Đây là lần thứ hai Thủ tướng trực tiếp đối thoại lắng nghe những kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm tháo gỡ khó khăn và nút thắt để thúc đẩy kinh tế phát triển. Đã có hơn 2.000 đại biểu tham dự, đông gấp 4 lần so với năm 2016. Trong đó có 1.500 đại biểu đại diện cho khu vực doanh nghiệp tư nhân cùng các đại biểu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, doanh nghiệp nhà nước, các định chế tài chính lớn và đại diện các cơ quan nhà nước. Và điều này cho thấy sức nóng của sự kiện đang diễn ra. Và lúc này thì phóng viên thời sự VTC đang có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin tóm tắt những gì đã diễn ra trong sáng nay. Xin mời phóng viên Quốc Tuấn ạ. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này thì phiên họp thứ nhất của cuộc đối thoại doanh nghiệp giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 đã vừa kết thúc. Trong vòng 3 giờ đồng hồ sáng nay thì có khoảng gần 20 doanh nghiệp đã đưa ra những ý kiến vướng mắc khó khăn của họ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là liên quan đến cái chi phí sản xuất kinh doanh hiện nay là rất cao, dẫn đến cái tính cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện nay bị thấp và khó khăn trong hoạt động sản xuất. Nội dung thứ hai mà các doanh nghiệp kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ là liên quan đến vấn đề là thủ tục hành chính hiện nay còn rất nhiều vấn đề dườm già. Đó là không kể có những cán bộ đã gây nhiễu cho họ, làm họ khó khăn trong cái quá trình hoạt động. Ngay lúc này đây thì chúng tôi có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Trần Văn Đức là giám đốc công ty cổ phần dừa Bến Tre. Xin chào ông Đức ạ. Trong quá trình hơn hai giờ đồng hồ vừa qua đã có những ý kiến của các doanh nghiệp trao đổi về cái vướng mắc khó khăn trong cái quá trình hoạt động. Thì riêng cá nhân của công ty mình thì ông có những vướng mắc khó khăn như thế nào và ông kỳ vọng như thế nào? Dạ. Thì thật sự nói thì thực hiện cái nghị định nghị quyết 3 năm của Chính phủ về hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động cũng như là cái tinh thần cái cuộc họp giữa Chính phủ năm rồi. Lần này thấy qua ý kiến của các hiệp hội cũng như các đại biểu doanh nghiệp thì nó bộc lên rất nhiều khó khăn, rất nhiều vấn đề, mà đặc biệt là tôi là một trong những doanh nghiệp mà đang trong quá trình mà đầu tư thì thật sự mà nói thì bên cạnh những lợi khó khăn về chủ trương nhưng mà trong đó còn nhiều các khó khăn như là tiếp về môi trường đầu tư như là tiếp cận đất đai rồi là một tài chính rồi các hệ thống về hạ tầng rồi về vấn đề mà nông dân của thị trường đó là nhà đầu tư doanh nghiệp thì tôi vừa qua tôi trực tiếp mà điều hành cũng như là trực tiếp trong vấn đề mà đầu tư thì thấy rất là nhiều khó khăn, nhưng mà qua cái cuộc họp của Chính phủ với các doanh nghiệp hôm nay thì tôi thấy là cũng mở ra nhiều vấn đề với cái ý chí của lãnh đạo, ý chí của Thủ tướng cũng như là của Chính phủ thì tôi nghĩ tin rằng trong cái thời gian sắp tới là biến cuộc hội nghị hôm nay thành cái ý hành động thì tôi tin rằng đó là cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ có những cái khởi sắc cũng như là cái phát triển trong hoạt động sản xuất doanh cũng như đầu tư trong thời gian tới. Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, thêm một ý kiến nữa của doanh nghiệp đó là ông Đỗ Văn Vẻ, giám đốc công ty tập đoàn Đứng Sen của Thái Bình. Thưa ông Vẻ, rõ ràng là trong những ý kiến vừa rồi của các doanh nghiệp thì liên họ phản ánh khá nhiều những cái câu hỏi liên quan đến cái thủ tục hành chính hiện nay còn quá rườm rà. Thì với riêng cá nhân ông thì ông đánh giá nào về cái ý kiến này của các doanh nghiệp? Những cái ý kiến của các doanh nghiệp vừa rồi kiến nghị lên là những cái ý kiến rất là trung thực và rất là xác đáng. Cái thủ tục hành chính thì cũng phải công bằng mà nói là 5 năm vừa rồi là có một cái sự cải tiến rất tích cực từ phía Chính phủ cho đến các bộ ngành rồi đến các địa phương. Tôi cũng đánh giá rất cao về sự cải tiến này. Tuy nhiên là trong quá trình thực hiện thì nó vẫn còn tồn tại. Hiện nay cái thủ tục hành chính là cũng còn nhiều những cái nó cũng còn rất là hạn chế. Cho nên là các doanh nghiệp mong muốn là cái thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được cải tiến một cách tích cực hơn nữa nhằm sao hạn chế tối đa những cái vấn đề mà nó phức tạp gây cho cái sự khó khăn cản trở đối với sự hoạt động của doanh nghiệp. Đó là cái mong muốn về cái thủ tục chính. Những ý kiến và kiến nghị của các hiệp hội vừa rồi đưa lên đều là những ý kiến đã được tổng hợp từ các cái doanh nghiệp, các cộng đồng doanh nghiệp. Vậy thưa ông thì qua cái buổi đối thoại thì các doanh nghiệp kỳ vọng gì? Qua cái buổi đối thoại hôm nay thì chúng tôi đánh giá rất là cao là cuộc gặp hôm nay có nhiều điểm mới và các doanh nghiệp đã
báo cáo rất là đầy đủ. Thế rồi báo cáo của chính phủ cũng như là báo cáo của VCI và báo cáo của hiệp hội đều phản ánh kể cả những mặt tích cực và những mặt không tích cực một cách rất là công tâm. Tôi cũng rất là kỳ vọng là tướng chính phủ lắng nghe, rồi các thành viên của chính phủ là lắng nghe những ý kiến kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp. Và sau cái cuộc này thì lại có một cái điểm mới rất là đặc biệt, đó là kết thúc cuộc họp này, thủ tướng cũng đồng thời là họp luôn các thành viên chính phủ để triển khai các cái ý kiến mà kiến nghị của các doanh nghiệp để giao cho các bộ hành để xử lý những vấn đề vướng mắc của các doanh nghiệp. Cho nên tôi kỳ vọng rất là cao trong cái cuộc đối thoại này sẽ mở ra nhiều những mới mà các doanh nghiệp sẽ có niềm tin hơn vào chính phủ và các doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn trong lĩnh vực về sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Và chúng tôi mong muốn là những ý kiến mà các doanh nghiệp kiến nghị thì chính phủ sẽ tổng hợp và có thể là sẽ trình lên Quốc hội để sửa đổi bổ sung những dự luật có liên quan đến tình hình phát triển kinh tế của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời là tạo điều kiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam thông thoáng hơn, thuận lợi hơn, cũng như là tiếp tục sẽ ra những nghị quyết mới để sát hơn, thực tế hơn, phù hợp với sự hoạt động của doanh nghiệp cũng như là phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, sau phiên họp thứ nhất thì các đại biểu cũng sẽ tiếp tục vào phiên họp thứ hai ghi nhận những ý kiến phản ánh của doanh nghiệp lên Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến vào lúc 15 giờ chiều nay thì Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương sẽ tổng hợp các ý kiến và đưa ra những chính sách ngay tại chỗ, quyết sách để nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ nay đến cuối năm 2017 cũng như các năm tiếp theo. Năm 2016 thì cũng tại buổi đối thoại doanh nghiệp thì với chủ đề là doanh nghiệp Việt Nam động lực để phát triển kinh tế đất nước, và bước sang năm 2017 thì với chủ đề là đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này cho thấy là chính phủ đã trong một năm cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và tiếp tục xác định các doanh nghiệp là động lực phát triển của kinh tế đất nước. Hy vọng rằng qua những cái buổi đối thoại như thế này thì chính phủ cũng như các bộ ngành sẽ có những cái chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để phát triển kinh tế đất nước. Xin trở lại trường quay. Xin cảm ơn phóng viên Quốc Tuấn đã thông tin trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Kính thưa quý vị, cùng với những ý kiến tham luận của các cộng đồng doanh nghiệp thì sáng hôm nay cũng có rất nhiều những ý kiến quý báu. Trong đó thì chúng tôi xin được trích câu nói ẩn dụ của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khi nói đến những hạn chế của môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong bài phát biểu tại hội nghị. Đó là Boeing cũng không làm được máy bay ở Việt Nam. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Việt Nam đang là nền kinh tế có chi phí kinh doanh cao nhất khu vực và việc giảm chi phí đang là yêu cầu cấp thiết. Chính phủ kiến tạo nói đến hỗ trợ, nhưng cái doanh nghiệp cần nhiều hơn là quản trị, không bị can thiệp hành chính. Doanh nghiệp cần pháp luật kinh doanh minh bạch. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, các vấn đề đó còn bất cập. Một mặt là do sự chậm trễ trong cải cách thể chế. Một số quy định bất hợp lý trong văn bản pháp luật đã không được bổ sung sửa đổi kịp thời. Chúng tôi thấy ít nhất có trên 20 quy định như vậy. Tức là đã rõ là không hợp lý, nhưng vẫn chưa được sửa đổi. Sản xuất máy bay Boeing, di chuyển xuất máy bay Boeing là một ví dụ. Nó phải dựa trên cơ sở các cái chi tiết làm ra tại hàng trăm cái cơ sở sản xuất ở hàng chục quốc gia. Mà nếu quy định theo kiểu điều kiện kinh doanh như thế này đối với cơ sở kinh doanh Mỹ bảo hiểm hay đóng tàu của Việt Nam thì Boeing cũng bó tay, không thể đáp ứng nổi các điều kiện kinh doanh ở Việt Nam. Lãnh đạo VCCI dẫn số liệu trên 30% doanh nghiệp thực hiện ứng dụng khoa học trong sản xuất là điểm yếu. Mục tiêu là Việt Nam trở thành một trong 4 môi trường kinh doanh tốt nhất ASEAN. Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp sáng tạo là thông điệp, theo ông Vũ Tiến Lộc, đúng đắn. Hoạt động doanh nghiệp kỳ vọng nhiều vào điều này. Trong chính phủ, không có chuyện bàn lùi. Ông Vũ Tiến Lộc cũng cho biết, 3 nền tảng cơ bản của Nghị quyết 35 đã có trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lập quốc. Chăm lo phát triển kinh tế tư nhân, chính phủ phục vụ là chủ trương, yêu cầu, tinh thần của chính phủ kiến tạo. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hôm nay cũng đã dẫn báo cáo khảo sát về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới cho biết chi phí kinh doanh ở Việt Nam cao hơn so với các nước trong khu vực. Trong đó, chi phí liên quan đến xuất nhập khẩu của Việt Nam gấp 4 lần so với Singapore và gấp 3 lần so với Philippines. Một ví dụ đã được chỉ ra đó là chi phí vận chuyển cho một container hàng từ cảng Hải Phòng lên đến Hà Nội hay ở chiều ngược lại khoảng 100 km đắt gấp 3 lần so với chi phí vận chuyển một container hàng từ Trung Quốc hay Hàn Quốc về Việt Nam. Ngoài ra còn có những chi phí phát sinh liên quan đến thủ tục hành chính, nộp phí, thời gian chậm trễ, giá xăng dầu tăng, phụ phí vận tải biển, v.v.
Vấn đề này được 7 hiệp hội ngành hàng kiến nghị, thế nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Một báo cáo tại hội nghị mới đây về cải cách hành chính thuế hải quan do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm tổ chức đã cho thấy là có tới 44% doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang phải trả những chi phí ngầm. Báo cáo cũng cho thấy có 44% doanh nghiệp gặp phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính thuế. Trong đó, các doanh nghiệp FDI là nhóm có tỷ lệ gặp phiền hà cao nhất, 53%. Kế đến là các doanh nghiệp dân doanh với tỷ lệ 41%. Đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tỷ lệ có gặp phiền hà thấp nhất đang là 30%. Khảo sát cũng cho thấy vẫn có 31% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hải quan. So với năm 2015, tỷ lệ chi trả chi phí không chính thức đã tăng từ 28% lên 31%. Về hoàn thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp thường phải mất hai lượt đi lại giải trình với cơ quan thuế. Cá biệt có một số trường hợp phải đi lại giải trình trên 10 lần. Và những thông tin tiếp theo tại hội nghị tiếp xúc thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp sẽ được Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo trên kênh VTC1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bản tin Đế ốc 24 giờ.